Tuyền Hà Nhật Bản nha. Hôm nay Tuyền lên sao mà lòi ra được 31 số không biết nữa. Bình thường có 30 số hoặc 40 đâu có lẻ lẻ đâu, hôm nay nay lỡ rồi ghi lên 31, lên 31 luôn. Rồi trước khi vào video thì hình thức thanh toán thì ship COD thì cô chú anh chị mình nhận hàng thanh toán thì thanh toán thêm tiền ship nha. Còn nếu mà đơn mà 300 trở lên đó chuyển khoản thì tiền sẽ bao ship. Hứa uy tín không? Quá trời uy tín luôn. Thử thách mà. Nay lên nữa nè ha. Rồi, bắt đầu mình vô số 1 ha. Rồi số 1 một mâm dít này ha. Mâm dít nè. Đủ loại này, cái này là cái chắc là BH1. À, cái này cái BH3 nè, mà nó có cái đầu không nha. Đó, cái này cái đầu dít không? Đầu dít không ha. Đây, cái này là BH2 nè. Cây này cán gỗ luôn. Cái hai. Cây này phải giống thư điện luôn nè. Bristel. Ủa mà thư điện phải có cái đầu chì đây chứ. Cây vít đóng. Đóng cán gỗ. Cây này cũng cán gỗ. Không có cái mâm quý vị. Cái mâm ủa đâu rồi? Mấy cây vít vít xeo nè, mấy cây vít nhỏ vít xeo nè. Nhỏ. Cái này đầu nhựa ha, đầu cán nhựa. Cái này có đóng nè. Trừ cộng đồ có hết rồi ha. Số 1 mang vít này ha, 200k. Hồn cha hồi nào một rồi số 2 sập sàm số 2 đây. Số 2 là một cây này, cây kéo tỉa ha, kéo tỉa có chữ nhật in chìm đây, cái tỉa mũi cong ha. Cái này đó, cái lưỡi nó nè, bên đây thì nó có nhâm đây chút xí xí ha. Đó, cô chú anh chị mình về mài lại ha. Tiền chỉ vệ sinh thôi, hàng chưa mãi ha. Rồi cái này là dài 16. Cái này như người ta, cái này size 20 ha. Cái này cái kéo đút. Kéo đút liền. Có cái đó lưỡi nè, lưỡi không mẻ. Cái này nó nhăm chứ không mẻ nha, cái này nó có nhăm nhăm. Cái gì? Bị rỉ. Đó, kéo đút liền ha, là xong. Đó. Kéo này cái này hiện không thấy cái chữ nó đâu, nó bay đâu mất rồi. Cái chốt trong đây thì có cái chốt bằng đồng. Rồi cái cặp kéo này ha, số 2 250. Số 3 là một cây kìm. Cái này cây kìm Mary ha, kìm Mary. Cái kìm này 20 cm, Mary da băng ha, cây kìm điện. Cái này nó có nứt cái vỏ nha. Đó, thép rất là đẹp, có đâu có lo tốt dây điện ha, lưỡi rất là khít, kèm còn đẹp. Có cái có bấm cốt này nè, có chỗ này bấm chỗ này nè, đó găng nè, găng mỏng luôn. Ok, có cái găng này hơi giật, một hai găng hơi giật đó. Rồi số 3 ha, 160k. số 4 quên sao nãy mình cắt cái kìm cho quên cắt rồi, bén ra kìm nó bén ngọt luôn á. Rồi số 4 nha. Số 4 này là một cái kìm cắt dây điện. Kìm này nó có bị mẻ một lưỡi nè. Kìm này rất là đẹp, cái này cũng nguyên da nè, kìm rất là đẹp mà nó bị mẻ cái chỗ này một lỗ. Cái bao da thì nó có té, size này size lớn, size này size 18 năm.
một cây kìm điện ha, một cây kìm điện này nó 21 ha. Rồi cắt thử luôn. Cây kìm này rất là bén và ngọt luôn á, tại vì nó không biết nó bị cái gì đây mà nó nè, nó mẻ nè. Nè ha, cắt ở trên đây cũng bén nè. Đó. Cắt ở đây nè. Đó. Kìm rất là bén luôn. Rồi một cây kìm điện răng cũng còn ok. Bột kìm. Đó, cây này nó một bên bự một bên to, cái dòng mở có dấu cắt nữa ha. Rồi kìm te dễ sợ không, cái dây này, cái này cũng cắt được dây điện luôn nè. Cái lưỡi cắt nó nè, nó mini, nó đứt luôn nha. Cái này dài 13 thôi, cái này 16, cây kìm cắt này cây 16 năm, một cây kìm nguội này dài 18 năm. Rồi bắt đầu cây kìm nguội nè, cây kìm nguội này cũng đẹp ha. Đó, găng bên đây dập một cái găng đầu, găng bên đây thì đẹp, còn lưỡi cắt thì ok. Nguyên bộ kìm này số 5 ha, số 5 250. Số 6 một cái mỗi lít găng. Mỗi lít găng mà nó mở đảo chiều. Đó, nó đảo chiều vậy. Cái này mình mở trong nắp, trong ngõ, trong gì nè. Không biết phải. Cái này hiệu gì nè. Ok lắm luôn nha, găng của nó là nó, cái này thì nó không hở hàm thì không có sâu, cái này hở hàm nó, cái độ hở hàm của nó là 3.5. Găng rất là đẹp, te. Rồi số 6 200k, số 7 bộ kìm. Trời ơi nhìn cái kìm thấy cưng ghê. Cắt nhính đây hết dây điện rồi. Nó ba nhỏ mà có ba bén dễ sợ bén. Cây này dài 14 năm. Để tiền đo một lượt. Là 16 năm ha. Rồi. Mấy cây này là size 250, dài 250 đó. Cây quỷ này dài bao nhiêu đây? Cây này dài 20 luôn. Rồi một cây kìm nhọn. Cây kìm nhọn lưỡi thì thấy cũng khít, găng thì cũng còn ok. Bao da thì màu sậm sậm tối. Đó. Bén luôn. Cái kìm này nè. Rồi cái kìm này tôi không biết bấm cái gì luôn ha. Không biết bấm cái gì luôn. Đó, bên đây nó có cái lưỡi. Cái lưỡi bên đây nè, nó hai cái lưỡi như vậy. Làm gì ta nhổ luôn nè. Nó giữ cho băng nè, bao da. Cái lò xo không phải của nó, lò xo kia khác kìa. Mà tiền lấy cái lò xo khác tại nó mất rồi. Gắn vô cho nó trợ lực đỡ đỡ. Đó, cái này không bấm cái gì luôn. Rồi một cái kìm mổ quạ. Đó, kiểu dày nước sơn còn nguyên si. Size 250. Đó, găng ok ha. Găng không bị dập. Rồi. Rồi tấm giấy bay mất tiêu luôn rồi. Rồi số 7 ha, 250k.
chìa khóa tự động luôn. Bán gì cho cái gì? Số 8. Cái này nó đủ số nè. Này số 8, số 8 và số số 6, 6 và 8 nè. Cái này có đóng vào bằng chữ đóng vào bằng. Đó, mấy cái găng nó rất là ok dùng mỗi nha. Hoạt động ok. Rồi, 12 và 10. Mấy cây này cũng còn khá mới luôn. Cái này mình bật qua đây, mình đảo lại. Cái này nó nhỏ quá, nếu mình cầm thì khi mình xay không thấy nó găng rất là ok nha. Rồi, cây này 14, 14, 12, 12, 14. Đó, đó cái găng rất là đẹp. Điện thoại nhỏ kìa. Đó, hoạt động tốt luôn. Rồi, cái này 11, 13 luôn. Rồi, mua combo này nó đủ số luôn mấy ta ơi. Đó, găng ok luôn ha. Cây nào cũng hoạt động ok. Tiền kể kiểm tra hoạt động ok. Cái nào mà không ok thì tiền sẽ báo là không ok ha. Cái này số 14, 17 luôn. Dùm tiền ha. Tại luôn. Dài 27. Cây đục này gỗ rất là đẹp luôn. Cái này cái bản của nó là 6 phần rưỡi ha. Cái lưỡi bào á. Đó, cái kêu đục này rất là mới luôn. Đây. Trời ơi, nhìn cái chữ nó uy tín dễ sợ luôn á. Đó. Bề ngang nè, bề ngang trên đây là nó tới 8 phần rưỡi nữa nè. Lưỡi nó nè. Rất là nặng luôn. Rồi số 9 nè, 200k. Số 10. Đó, số 10 là một cặp bào ha. Cặp bào nào cũng đẹp hết. Mấy cái hàng này là từ đem lên là bán luôn, không còn vệ sinh hết. Này, cái này nó hơi xíu. Ồ, điện thoại reo liên tục. Cái này là 5 phân. Đó. Đó, cái lưỡi bào này mình về mài sơ nghe một xíu là. Đó, cái này dài 26 ha. Đó. Đây không có cái lưỡi nè. Chữ nè. Cái lưỡi đục của nó rất là đẹp. Rồi, cái đục này đục kiểu này luôn ha. Đục kiểu này nó bề ngang nó như đây. Cái này nó 2 phân ha. Cái này nó 2 phân, 2 phân 1 luôn á. Rất là đẹp. Gỗ còn rất đẹp luôn á. Rồi, số 10 ha, 240k. Số 11. Đây. Số 11 3. 3 cái. Ủa bác kêu soạn đọc lại gì gửi hình mình, nói chung là quá trời không. Đó, cái bào này nó cong cong như vậy nè. Cái lưỡi nè, cái lưỡi bào của nó là 6 phân. Ha, nó dạng cong ha. Đó, cây này thì nó gỗ nó sụp dưa. Sụp dưa. Đó, rồi cái bào này. Đó. Kiểu gì đây? Cái kiểu gì xếp xéo. Nó xéo gì nè. Đó, bên đây nó có như thế này. Gỗ còn mới và đẹp. Lưỡi cơ lưỡi nó cũng còn bén luôn. Nó cái lưỡi này nó dài tới 3 phân rưỡi nha. Rồi, một cái bào lưỡi cong. Cái này nó cong cong gì. Nó 3 phân nè. Bên đây nó tróc. Cái gỗ bên đây nó tróc. Cái này bác thợ mộc biết thì sử dụng, cái tiền nhìn từ
không biết đâu. Cái này 1/8 ha. Ừ, rất là đẹp. Đó. Cái góc xéo xéo luôn à. Kiểu vậy. Đó, đẹp hang. Rồi. Đây một cái lưỡi, lưỡi hõm ở trong. Cái lưỡi này bằng ngang 3/4. Đó. Rồi, số 12 ha, 250. Xíu à, như như một cái tam giác. Góc góc tam giác ở đây nè. Góc nhỏ xíu nhỏ ở đây nó trong đây nè. Đó, kiểu gì, ngoại hình gì, gỗ rất là đẹp luôn ha. Hình như ở đây nó có cái kích thước. Ở đây là kích thước phân ly vận động bằng gì. Rồi. Cái lưỡi xéo xéo vậy luôn. Rồi một cái lưỡi ngang. Cái này nó không phải ngang nữa mà nó xíu một nhích bên. Cái này 4/5. Đó, một lưỡi như vậy. Rồi số 13 ha, 250. 14. 14 là cặp thước ha. Cặp thước này hôm qua có lên một cặp đó. Đây cặp thước này đẹp. Đó. Cái này 3 mét. Cái nào có cách thủy, có thước thủy. Cái này 5 mét rưỡi. Đây 5 mét rưỡi. 5 mét rưỡi ha. Chữ số rất là rõ ràng nha banh ha. Đó, cái này thì có bấm dừng ha. Đây mình có bấm dừng đây. Rồi, cái số 14 150. Số 15. Đây, số 15 là một cái này cho bác thợ xây. Đó, thấy chưa? Quá trời hết luôn. Cái này của Tajima ha. Cái này chắc dài 450 nè. Có model đồ luôn ha. Cái hở cái này. Đó, cái cục này. Cái này mới. Đó, cái cây chọt này mới lắm. Rồi. Rồi, số 15 200k. Số 16 ba cục dội. Đó, ba cục dội. Cục này thì cục này nó bị mẻ chỗ cái này. Rồi. Cái cục này đẹp, cục này có một vết thương. Cục này cũng đẹp luôn. Rồi số 16 150. Số 17, 17 là ba cái này nhỏ ha, ba cái nhỏ này. Ba cái này nhỏ này cái này đẹp. Cái này có chữ bên của da băng luôn nè ha. Này dài 340 mm nè. Có 340 mm nè. Đó, dài bằng ha. Cây này thì nó có bị rỉ. Cây này có bị rỉ. Đó, ngoại hình có bị rỉ, cây này cũng dài. Cây này dài nhiêu? 360. Cây này dài 360. Dài hơn một tí. Rồi, cây này nhỏ xíu. Cây này dài 240. Đó. Rồi, số 18 là ổn khóa từ số nhỏ lớn. 8 7 8 nè. 10 11 13 12 10 10 12 12 14 17 17 19 17 14 21 23 19 22. Đó rồi, bộ số 18 ha. 100k. 19. Hôm nay soạn được mấy bộ đồ. Đó. Cây. Cây đục này ha, cây đục này dài 9 ly. Mấy cái hàng này đã qua sử dụng của chú anh chị mình dài mài lại ha, mấy chú mấy bác mài lại. Đó, tiền chỉ vệ sinh nhưng mà lưỡi không khỏe, mà bén. Còn bén chứ không phải là rất là bén. Nó nè, có
có hai lớp nè, nó thép của nó cái lớp ngoài mình chưa xài tới. Cái này 13 ly ha, cái cây này dạng dày lên. Thằng đó. Cán nó ok có thâu rồi ha. Cái này 13 ly. Rồi cái này 14 ly. Đó nè mấy cái lưỡi của nó nè. 14 ly. Rồi cái cây này 24 ly. Đó. Cái này mình về mình bài sơ nữa là bén tại vì đó giờ. Nó lâu rồi nó cũ rồi mình vệ sinh ra thôi, chứ còn lưỡi thì mình phải mài lại. Rồi số 19 250. Quên nó có người buộc mà cũng đi buộc. 20. 20 ha. Đó 20 là nguyên cái bộ đột này. Cây này là 3 ly, cây này nè, cây này nhỏ nhất. Cán cũng còn ok. Cây này 10 ly. Lưỡi không mẻ ha. Cây này 8 ly. Đó. Cây này lùng lùng nhất. Cây này 30 ly. Đó tức là 3 phân đó, bản này bản 3 phân. Rồi cây này 24, cây này bự. Cây này nó bự ngang, bề ngang nhìn thấy nó rất là dày. Cán này nhìn cái chỗ này nó không không đời, không không đẹp lắm ha. Rồi, cái bộ này số 20 300k. Bữa nay làm gì nói chuyện cũng nổi. Từ đó 6 ngày luôn nói chuyện cũng nổi. Bữa nay thì mới ngày thứ tư à. Nay mới ngày thứ tư là nó cũng không muốn nổi rồi. Rồi cây 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 này bản 4/8, cây này dài 24. Đó, 4/8 ha. Đó, lưỡi nó rất còn nhìn còn rất là bén nè, nó còn cái lớp ở ngoài. Có chữ đây. Cán ok, rất là chắc chắn. Rồi số 21 200k. Đó, lớn chưa? Đủ lớn chưa? 22. 22. Đó, này một cặp đục. Ồ, cặp đục. Đẹp ha, cặp này đẹp. Cái này 15 ly. Đây. Cái lưỡi nó bén quá nó bị nhâm này nè, cái lưỡi lớp ngoài nó bị nhâm một ý là đụng vô cái gì một cái là nó mẻ một xí xí ngoài nè. Cái này mình liếc đá một cái là chữ thép rất là mới và đẹp. Mấy cái cây này, hai cái cây này ha, dài cái này dài 28. Cây này dài 30 luôn. Đó, cái bản này đồ đục này rất là nặng nha. Đó, cái lưỡi nè. Đó, bề mặt lưỡi hai lớp còn nữa ha. Cái này nó 24 ly chữ. Đẹp. Rồi, số 22 260k. 23 hai cây này dạng đục dài gì nó không có khâu, dạng đục này nó không khâu nha. Hai cây này là dài 32 ha. Cây 32, cây 32, cây 33. Ủa 32 hết chứ. Đây cái này 15 ly. Đó, lưỡi đó nè. Cái này dạng là dạt, dạt mỏng. Cái này 30. Đục bản 30. Thép rất là đẹp, không bị rỉ bị gì hết ha. Còn mới á, cái thép còn mới. Rồi số 23 260k. 24 luôn, 24 là một cặp đôi chuột. Cặp đôi chuột này của MCC, cặp này cây này còn 17, 17 và 21. Nó mấy cặp đôi chuột găng. Rồi cái cây này cũng của MCC, cái này 22 và 17. Đó, mấy cái găng nè, rất là đẹp. Rồi, số 24 200k. 25. 25 cũng là một cặp đôi chuột, cây này cây 17 19 của Super. Super ha. Đó, găng bên 17 này nó có nhâm ổ ấy, nó bị rỉ, nó bị rỉ trên cái miệng nhìn nó không đẹp lắm. Nó bên đây đẹp ha. Made in Japan.
cái này có gơ nhẹ. Rồi số 25 200k. 26. Đây 26 là một cây này. Rồi cây này là thép. Thép gì đây? Cây này giống inox. Cây này inox nè, cây này có mở ốc nè. Chỗ trong đây có mở ốc nè. Cây này luôn. Rồi cái cây này mở nắp nắp dầu gì đây nè. Hai cây này rồi số 26 200k bác nào sử dụng. Rồi. Điện thoại reo hoài mà không nghe. Số 27, 27 đây là cái cần này nó biết bằng gì mình. Bằng nhôm. Cái cán này cán nhựa. Cây này giống như mấy cây cần cần lắc của mình vậy đó, nhưng mà không biết cái này mấy bác có sử dụng không, tiện không biết nha. Nè, cái miệng nó vậy nè, để dặn lại. Đó. Rồi ở đây nó cái nút này nè, cái nút này nó mở cái này miệng lên nè, đẩy lên nè. Thả cái miệng y như mỗi dịch nè. Rồi để xuống là đầu dặn đúng không? Đó, mình đẩy cái này lên. Để lên hở miệng ra cái để vô ốc ra là kẹp lại dặn. Cái này dặn qua dặn nó dặn lại nói vậy nè. Made in Korea gì Korea đây nữa nè. Đó rồi cây này ha, 27 200k. 28 rồi 28 bộ cà lê luôn. Cà lê này đủ số cho mấy bác mình xài nè. Đâu rồi, cây nhỏ nhất đâu rồi. Cây này 12. Trời ơi ạ. 12, 10. Ủa 12, 14. Đây, mấy cái cà lê này á, nó găng miệng rất là đẹp nha. 17, 13 ha. Mấy cái cà lê này ngoại hình nó ngoài nó bị reset, nhưng mà thật chất là cái găng đó nè. Đó. 14. Cây này 19. 19 21. Cây này cũng sắp bơm. Cây này 17 19. Đó, mấy cái miệng ha, mấy cái răng nó không có bị mòn. Cây này rồi cái cây phần luôn, phần 13 15. Rồi cây này 17 17 21. Cây này tự động nha. Cây này có tự động. Của MCC. Đó. Găng ok luôn nè. Rồi cây này 30 24. Rồi số 28 200k. 29. 29 là cây bấm cót. Bấm cót này cây bấm cót này còn đẹp ha. Ngoại hình này nước sơn cũng còn chóc. Găng cót. Bấm cót là khi mình bóp vô vậy nó mới bung ra. Đó. Đó. Cái găng cót nó đây. Cái này dài 29 gần 30 luôn á. Rồi số 29 200k. 30. 30 là một cây kìm cắt cáp của MCC nha. Cái này cắt cáp 60mm nè. Cái này xây 350 ha, cáp da băng nè. MCC cái này ngoại hình rất là đẹp. Còn MCC đẹp nhưng mà cái găng nó hơi bị đây. Cái lưỡi chứ. Đó, cái lưỡi bên đây nè nó hơi bị nhích vô một chút xíu nè. Cái này mấy bác là có gì có dũa giờ mình dũa đó, cái là thẳng băng nè. Lưỡi còn bén nha đó, cái lưỡi này nè nó không có bị rỉ, ngoại hình chưa bị rỉ, có tay cầm luôn ha. Em MCC nè. Rồi cái số 30 200k.
bị ấy cái đầu chút xíu ha, nhưng mà mình nhổ lên trên đây. Rồi mấy bác ba lớp dặn một lần rất là nhiều nè, cây này quên, cây này nhiều ha. Mấy bác làm ba lớp, cái này dài 45 năm. Rồi cây này dài 3-30 ha. Đó, cây này rất là đẹp. Rồi cái này 270, đó miệng cũng đẹp luôn. 270. Rồi cái cây này 20, tức là dài 22 200 mm, 2 tấc. Rồi cái cây này là 160. Đó. Đẹp thấy không? Mấy cây này đẹp lắm. Rồi cái cây này luôn. Cây này biết làm gì nè, đốc dung nè, mắt in dao băng luôn nè. Rồi số 31 300k kết thúc video ngày hôm nay. Thì xin cảm ơn mọi người đã xem kênh và ủng hộ, xem kênh là thấy thích thì cho Tình xin một like nha. Và ai chưa đăng ký kênh thì đăng ký kênh để cập nhật những video tiếp theo Tình đăng. Rồi xin chào và hẹn gặp lại mọi người, bye bye.